hai, xin chào các anh chị, thì hiện tại cái xu hướng trong cái ngành năng lượng hiện nay á, đó là các nhà xưởng đang có nhu cầu là lắp đặt cái hệ thống điện mặt trời trên mái để sử dụng năng lượng sạch, à, hưởng ứng cái chương trình là giảm à, phát thải, à, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng xanh, đúng không ạ? Theo cam kết của Việt Nam tại hội nghị à, COP số 26, đúng không ạ? thì khi mà chúng ta lắp đặt sử dụng điện mặt trời trên mái như vậy á, thì chúng ta được hưởng những cái lợi ích như là, là chúng ta được tiết kiệm cái chi phí dụng điện này, chúng ta được hưởng những cái ưu đãi về xuất khẩu, về chứng chỉ xanh này và cái nhà sử chúng ta được bảo vệ kết cấu bởi cái thống điện mặt trời đúng không ạ? thì bên cạnh những cái lợi ích như vậy thì khi mà chúng ta lắp đặt điện mặt trời trên mái thì nó tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ, nhiều cái rủi ro mà đôi khi phía chủ đầu tư, phía đơn vị thi công hoặc là phía doanh nghiệp chưa lường trước được và nó gây ra những cái sự cố rất là đau đớn cho cái dự án của chúng ta Và một trong những cái sự cố mà gây thiệt hại lớn nhất cho dự án Đó là sự cố liên quan về uh, vấn đề hỏa hoạn đối mặt Thì trong cái video này chúng tôi xin được phép uh, chia sẻ uh, sâu hơn về cái vấn đề hỏa hoạn này Để chúng ta có một cái uh, cái nhìn nó tổng quan về những cái rủi ro Mà chúng ta phải sẽ phải đối mặt khi mà chúng ta sẽ đi mặt trời Và ở uh, cái vấn đề hỏa hoạn này nè Thì có những cái nguyên nhân nào có những nguyên nhân nào nó gây ra cái vấn đề hỏa hoạn và cái nguyên lý nó xuất phát từ đâu à, để chúng ta nắm và chúng ta rõ ràng về cái vấn đề này chúng ta có cái phương án chúng ta à, dự phòng là chúng ta ngăn ngừa cái nguy cơ ha thì à, về hỏa hoạn chúng ta đã biết rồi thì khi mà cái vấn đề hỏa hoạn này xảy ra đó thì nó sẽ gây à, phá hủy đúng không ạ về cái dự án điện mặt trời này về cái kết cấu mái này về cái thiệt hại tài sản này và đối với một cái doanh nghiệp đang sản xuất thì nó sẽ gây gián đoạn cái quy trình sản xuất chúng ta vân vân ha thì cái thì trước khi đi sâu về cái nguyên lý nguyên nhân gây ra hỏa hoạn ha thì tôi xin uh, chia sẻ về những cái uh, hình ảnh thực tế mà những cái dự án không may gặp phải cái vấn đề hỏa hoạn này điển hình đây là những cái uh, uh, dự án ha bị cháy trên mái uh, gây ra cháy lan uh, tấm, những cái tấm pin với nhau đó. hoặc là những cái dự án bị chạm chập cháy trong những cái phần thành phần như là tủ DC, tủ IC ha. Đây là một cái dự án trang trại ha, không may gặp phải cái sự cố chập cháy. Còn đây là một cái dự án về nhà xưởng, nhà xưởng cũng không may gặp phải cái sự cố về về cháy ha. Đó, thì đó là những cái Uh, nguy hiểm những cái rủi ro uh. thì uh, theo theo cái uh, theo theo như các đơn vị về uh, tổ chức độc lập á chẳng hạn như là TUV ha thì họ có thống kê lại những cái sự cố liên quan về cháy nổ thì họ thống kê là uh, những cái sự cố liên quan về cháy nổ ha thì nó sẽ thường xuyên xuất hiện trong 5 năm đầu kể từ thời điểm chúng ta lắp đặt chúng ta siêu đi chúng ta vận hành dự án đó là cái thứ nhất, thứ hai là có nhiều nguyên nhân gây ra sự cố cháy nổ, nhưng có bốn nguyên nhân chính à, gây ra cái 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 sự cố cháy nổ này. Đó, thì bốn nguyên nhân đó là gì? Thứ nhất là cái thành phần về phía ngõ ra AC, thứ hai là về phía inverter thứ ba là cái ngõ vào DC và thứ tư là cái tấm pin. Thì cái ngõ vào DC hay còn gọi là DCN đó, là cái vị trí có cái tỷ lệ xảy ra cái sự cố chập cháy cao nhất à, trong bốn cái uh, yếu tố gây ra sự cố chập cháy ha. Vậy tại sao, tại sao cái phần uh, phía DCN nó lại có cái tỷ lệ xảy ra lỗi cao nhất? À thì mời các uh, uh, anh chị cùng xem về cái mạch nguyên lý uh, nói chung cho một cái hệ thống điện mặt trời ha. Ở đây là một cái uh, mạch nguyên lý cho một cái hệ thống điện mặt trời áp máy này. Thì bao gồm là gì? À? Chúng ta có những cái tấm pin đúng không ạ? À? tấm pin được ghép nối tiếp với nhau tạo thành một chuỗi và nhiều chuỗi à, được đưa về phía inverter đúng không ạ thông qua cái gì ạ thông qua phần dây DC phần dây DC và phần dây DC này được được đi trong máng cáp và có thể đi trên mái và đi xuống phía dưới à, nhà xưởng để đưa vào phía ngõ vào inverter ha thì cái phía này nè được gọi là phía DCN ha Đó. thì tôi sẽ gọi là phía DCN còn cái phía từ inverter à, trở ra à, được kết nối tới lưới tới tải thông qua những cái thành phần như là à, DC chẳng hạn à, à, về, về, về AC à, thì tôi gọi những cái thành phần này là phía ACN ha ACN thì à, đầu tiên là phía ACN thì trong trường hợp một cái dự án điện mặt trời ha gặp cái sự cố chậm chập liên quan về phía ACN thì À, chúng ta cũng đều biết là phía ACN nó đều có cái những thiết bị đóng cắt như là CB, MCB phía AC, thì những cái thành phần đóng cắt này sẽ tác động, tác động ha và cô lập cái thành phần ACN này ra khỏi cái hệ thống và không cho cái vị trí chạm chập đó gây ra những cái vấn đề nặng hơn như là cháy nổ vân vân ha, thì cái đó là rất là an toàn, ok đồng ý. Nhưng khi một cái sự cố chập cháy liên quan ở phía DCN thì sao? Thì chúng ta đều biết là những cái dây DC này nè, nó được đi chung với nhau và nó là phía nó nó đi trong máng cáp ha. Thì khi mà có sự cố chạm chập liên quan về cực với cực hoặc cực với máng cáp thì sao ạ? À? Thì thì inverter có thể sẽ phát hiện được cái vị trí này. Inverter cô lập cái ngõ vào của inverter. Inverter cô lập ngõ ra của inverter. Đồng ý inverter đã cô lập phía ngõ ra và ngõ vào nhưng inverter không có cách nào can điệp được vào những cái vị trí đang xảy ra chập trong cái máng cáp của những cái cực với máng cáp hoặc cực tích cực làm cho cái vị trí này nó cứ âm ỉ nó phóng điện à, liên tục về phải thời gian nó gây ra sự cố cháy cho dự án và xin lưu ý là phía cái phía DCN này, này nè thì những cái dây đi trong máng cáp này nè là cái những cái dây mang điện áp cao và điện áp một chiều thì điện áp một chiều là một cái điện áp liên tục ha liên tục cho nên là khi mà xảy ra sự cố phóng điện hồ quang thì cái vấn đề phóng điện đó nó cũng duy trì liên tục cái thứ hai nữa là cái cái thành phần DC trong trong cái mắt cáp này nè là cái thành phần dây DC mang điện áp cao khoảng đó, đó là 600V 800V đến 1000V thì cái điện áp cao là một cái điện áp rất là dễ phát sinh ra từ hồ quang khi mà bị chập và rất là dễ gây ra cháy ha đó. đó là hai cái vấn đề và cái nguyên nhân chính làm cho cái cái sự cái phần mà đi này nè cái phần DCN này nè là cái vị trí có cái tỷ lệ xảy ra cái vấn đề chạm chập cao nhất cho một cái hệ thống và một cái cái vấn đề mà rất là đau đó là một vài hãng inverter trên hiện nay thì trên, trên thị trường hiện nay á thì không có cách nào gọi là can thiệp vào cái vị trí chập cháy trên máy. à, inverter chỉ có thể là cô lập cho chính nó, cô lập nó ra và nó vào của chính nó thôi. Nhưng mà không có cách nào can thiệp được vào cái vị trí đang chập cháy, đang âm ỉ phóng điện ở trên máy chúng ta. Đó thì đây là cái nguyên nhân chính này, gây ra các sự cố mà bị chập cháy ở những cái dạng điện mặt trời ở Việt Nam hiện nay á. Thì mình cũng xin chia sẻ luôn ha. Rồi, thì đây là nguyên nhân À, về đó. À. thì có một cái mà à, bên bên mình có tiến hành là đo về nhiệt khi chúng ta tiến hành à, mô phỏng một cái vấn đề mà bị chập giữa cực với mắng cáp ha, thì cái nhiệt độ nó lên tới là 75 độ C, 75 độ C ha, thì cái nhiệt độ lúc này nó chẳng khác gì một cái máy hàng à, thì cái việc mà phóng điện, tia lửa à, hoặc là cháy thì chỉ có vấn đề là về thời gian thôi ha. Rồi, à, đây là một cái à, mô phỏng về cái nguyên lý tạo ra cái hồ quang trên mái của chúng ta trong trên mái của một cái dạng điện mặt trời. À, thực tế thì tôi xin chia sẻ để các để, để mọi người cùng nắm ha. Thì ở đây anh kỹ thuật ảnh mô phỏng là à, đây là hai cực âm và dương của một chuỗi ha và ảnh cho một cái cực âm này nè chạm vào cái 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 này là khung 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 sắt và chúng tôi hình dung là là cái cái khung sắt này là một cái máng cáp, máng cáp ha. Và chúng tôi đang mô phỏng một cái trường hợp đó là cho cực âm của chu Binh chạm vào máng cáp và cho chủ dương của của, của cực dương của chu Binh cùng chạm vào máng cáp ở một cách đủ gần ha. Thì à, mời các anh chị cùng xem hiện tượng gì xảy ra khi mà hai cực cùng chạm vào nhau và chạm vào máng cáp. Rồi, ở phía chữ âm, à, anh kỹ thuật anh cho chạm vào phía mắng uh, cáp, ha, đây là cực dương nè mời các anh chị cùng xem này, Đó. sẽ bắt đầu phát sinh tia lửa, Đó. thì đây là uh, tia hồ quang DC ha, Đó. khi mà cái cái khoảng cách nó đủ gần và cái uh, tia hồ quang nó duy trì đủ lâu, thì lúc này nó sẽ phát sinh ra uh, cháy, và nếu mà chúng ta không phát hiện từ sớm, thì cái cháy này nó cứ âm ỉ âm ỉ nó cháy dần dần nó cháy lan ra phía uh, máng cáp, cháy lan ra phía tấm pin và cuối cùng nó cháy ra cháy lan ra mái và hệ thống ở phía dưới của chúng ta luôn, tài sản phía dưới của chúng ta luôn. Đó. Thì đây là cái uh, mô phỏng rất là hay và trực quan để chúng ta hình dung được cái sự cố về hỏa hoạn nó xuất phát nguyên nhân từ đâu. ha Đó. Đó. Và xin chia sẻ một vài cái hình ảnh thực tế của những dự án đã không may

hoặc là một cái hoặc là à, những cái dự án à, phía trang trại à, cũng đi dây trong máng và không may bị chạm chập dây trong máng này thì ở phía người vận hành anh rất là khó để cô lập cái sự cố này bằng thủ công à, thì mời các anh chị cùng xem đó. nó bị chập cháy khu vực này nè bây giờ nó như một cái gọi là pháo hoa luôn cực kỳ nguy hiểm ha cực kỳ nguy hiểm Đó. cực kỳ nguy hiểm cho cả người vận hành cho dự án và cho tài sản Đó. đây là một dự án trang trại và thêm một cái dự án trang trại nè đây là một dự án nó bị chập cháy và nó lan ra cả tấm pin nó lan ra cả cái mái phía dưới của dự án luôn à. Dù vậy nhưng inverter nó vẫn không nhận biết được và nó vẫn hoạt động thì uh, cái này thì khá là đáng tiếc cho cho dự án ha. Đó. Đó, thì đó là những cái uh, nguyên nhân cái gốc rễ sinh ra cái sự cố uh, chập cháy và cuối cùng nó dẫn đến hoàng cho dự án và đó cũng là những cái uh, hình ảnh những cái video mà chúng tôi đã ghi nhận được từ thực tế và cũng muốn chia sẻ để uh, phía chủ đầu tư phía đơn vị thi công cũng như là phía doanh nghiệp, đặc biệt là phía doanh nghiệp của chúng ta hình dung rõ ràng hơn về những cái rủi ro bên cạnh những cái lợi ích mà điện mặt trời mang lại chúng ta, thì chúng ta có những cái phương án phòng ngừa từ ban đầu để chúng ta an tâm hơn trong cái quá trình chúng ta sử dụng năng lượng sạch. Thì cái video này cũng kết thúc tại đây. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại các anh chị trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt.